Hi, xin chào anh chị khách hàng. Thì hiện tại vị trí Giang đang đứng đây là trục đường tên lửa anh chị khách hàng nhé, mặt chính luôn là bên tay phải Giang nè. Còn bên tay trái của Giang đây là trung tâm thương mại Anmon Bình Tân. Và phía xa xa đó là dự án IO City được phát triển bởi chủ đầu tư Hoa Lâm. Thì như anh chị khách hàng đã biết đó, Hoa Lâm đã phát triển dự án Kingdom 101 rất là thành công luôn. Và dự án IO City là được chủ đầu tư Hoa Lâm là triển khai 2019. Và rất là nhiều anh chị khách hàng đặt mua và muốn sở hữu ngay cho mình một căn hộ tại dự án IO City để mình đầu tư, hoặc là ở sát liền kề với Anmon Bình Tân. Nhưng mà 2 năm vừa qua là chủ đầu tư Hoa Lâm đã vướng một số tính chất pháp lý nên chưa triển khai được. Nhưng mà anh chị yên tâm thì phần móng ngầm là đã xong rồi, còn cái việc xây dựng lên thôi. Hiện nay thì dự án đã hoàn thiện pháp lý rồi và đang cho anh chị khách hàng đặt mua lại và chọn căn và sở hữu ngay luôn. Rồi anh chị khách hàng nào muốn sở hữu một căn hộ tại IO City, vui lòng liên hệ với Giang qua số điện thoại 0914245885. Giang sẽ hỗ trợ anh chị chọn được một căn ưng ý tại dự án IO City. Bây giờ Giang xin mời anh chị di chuyển cùng với Giang đến dự án mình tìm hiểu thông tin về tiến độ nhé. Bây giờ mình sẽ chạy xung quanh dự án IO City mọi người nhé. Đó đúng mà, đây là cặp cái trung tâm thương mại Anmon luôn. Rồi bên tay trái chúng ta đây là công trường xây dựng nè. Hiện nay đã bắt đầu gọi là triển khai xây dựng lại rồi. Rồi cẩu kiết đồ là đầy đủ luôn nha anh chị khách hàng nhé.